Lần cuối mình livestream là đã 4-5 năm rồi ha. Mình nói hơi quá thì phải, nó chỉ mới có 2 năm thôi. Lúc đó là mình còn thi đại học á. Thi đại học thì người ta phải gọi là cày ngày cày đêm, đầu tóc rụng hết. Còn mình thì mình ở nhà mình livestream. Đó là sự khác biệt giữa người đầu bách khoa và người ở đây livestream. Khác nhà ngọt đi anh. À, tôi không phải là kẹo, ok. Mỗi lần mà bước vào quán cà phê là nghe mấy thằng cha cấp 2, cấp 3 cầm cây đàn vô, tôi sợ lắm. Vì đây, TQ vẫn đang cười vào câu chốt của chính mình. Vâng, đó đặc sản của cái kênh này. Làm trò đùa rồi mình tự cười. Tại vì mình biết mình rất là không ai cười hết trơn á. Thiệt chứ chơi game này là tiền đồ đét là không đủ tiền mua con chuột á các bạn ơi. Với lại các bạn nhìn nè, các bạn coi nè. Rất là bất tiện cho mình hang. Tại vì khi mà mình livestream á, là mình phải hay là quay video cũng chẳng hạn, mình sẽ lấy cái đống sách đây nè. Có nghĩa là mình phải dùng cái đống sách này để mình kê cái micro lên, đúng không? Tại vì mình nghèo tới mức là không mua được cái đồ kê micro. Nhưng mà mình có thể bỏ mấy triệu ra để mua sách, chỉ để kê cái micro. Oh my để mình thú thật các bạn nha, là mình không có biết bơi. Này, có nghĩa là khi mình đi hồ bơi á, đi bơi lội á, là mình chỉ có lội thôi chứ mình không có bơi. Tại vì thứ nhất là mình rất là cao, mình cao khoảng 1m85 á. Mà cái hồ... Cái gì vậy? Cái tiếng gì vậy? Đi. À, mày nói cái gì vậy? Đậu xe. No. Tôi táp ra để tôi coi anh nói gì đó mà tự nhiên nó rớt luôn cái hố. Nếu như mà mình là con dê thì tốt ha. Tại vì mình thấy là có mấy con dê ở bên mấy cái vùng núi hẻo lánh á, nó có thể leo mấy cái dốc mà 89 độ. Có miễn là dưới 90 là nó sẽ leo được thôi. Thiên nhiên rất là kỳ diệu ha mọi người. 60 triệu sub rồi kìa. Các bạn vô subscribe, like, share cho bạn bè, dì, họ hàng vậy nha. Livestream của mình rất là wholesome, rất là nhân văn ha. Trẻ con cũng coi được, người già cũng phải khen hay. Không nói thiệt á là mình không định livestream đâu, nhưng mà bữa giờ mình bị thất tình đó mọi người. Kiểu mình nhắn tin cho người ta mà người ta bơ mình, thế là mình rất là buồn lòng livestream tâm sự. Chứ mà không là giờ tôi chim chuột rồi chứ tôi có rảnh mà ngồi đây livestream. Show mặt editor đi anh. Editor dưới hầm á các bạn ơi, dưới tối lắm. Bữa nào mà sáng sáng chút mình xuống dẫn các bạn xuống coi ha. Anh TK béo quá vậy. Mình không nghĩ là mình béo đâu, đúng không? Tại vì mình khá là cao á nên là cái cân nặng của mình á, cái cân nặng shit. Có mấy từ mình phát âm nó bị lỗi. Ok, chúng ta vượt qua hẻm đá này. Đây là cái cố xe nước nè. Nó gọi là cái gì ta? Nó gọi là mấy cái thứ mà con hải ly nó hay xây ở mấy cái đập á. Cái đó gọi là cái đập. God damn it. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên đỉnh nha mọi người. Ok, nếu như video này được 1000 like mình sẽ mở OnlyFans. Mình sẽ đưa ảnh chân của mình lên. Không ổn, để mình đi đường này đi. Cái này nó xây đều. Mà nói về leo núi á, mình cũng có kinh nghiệm leo núi rồi. Nếu như các bạn theo dõi tiếng gì vậy, nó nhấp nháp giống như slam ghê vậy. Rồi bị trơn rồi kìa. Oh no, nhìn như ghì mũi á, gớm rồi. Ok, thì nói về kinh nghiệm leo núi thì mình đã ra Quy Nhơn rồi mấy bữa. Nếu như các bạn theo dõi mình đủ lâu thì các bạn cũng biết rằng mình đã từng đi làm việc ở đó 3 tháng nhưng mà mình bị đuổi rồi. Càng nói càng buồn, tự nhiên các bạn nhắc mình chi cái vụ này á. Thì ở đó mình đã có cái thời gian khá là vui không. Ngoài việc bị đuổi việc ra thì mình có leo núi cái thứ đồ. Mình đã leo cái núi cao nhất ở Quy Nhơn. Đó là cái núi cái núi gì mà nói chung là các bạn ở trên đó các bạn có thể nhìn được toàn bộ thành phố luôn. Bạn nào ở Quy Nhơn thì vô xác nhận giùm tôi nha, tôi quên cái tên mất tiêu rồi. Đúng rồi, núi Bà Đen đó bạn. Đúng rồi, núi Bà Đen, đúng rồi, nó đó. Mình tốn hết 1 tiếng đồng hồ đó, có nghĩa là nó rất là dốc luôn á. Mình chưa đi một cái nơi nào mà nó dốc như vậy luôn. Lúc đi lên thì khó, mà lúc xuống thì mình phải gồng cơ đít lại, chứ không là mình sẽ lăn xuống dưới như là cái thằng Sonic vậy đó. Mà trên đó nó có mấy cái chậm đá mà nó rất là cao luôn. Giống như một chậm đá này đúng không? Fuck! Ý của mình là cái chậm đá rất là cao. Dễ mà có mấy thằng cha nó leo lên xong cái nó đứng trên chậm đá nó chụp hình, nghĩa là té luôn, té xuống là chết luôn á. Cảm ơn các bạn đã gọi là tham gia mấy cái hội viên của mình nha. Thật sự á, tại vì mình rất là thích làm YouTube á, nhưng mà phải có thu nhập mới thuê nhà được, chứ không là mình phải ở dưới gầm cầu mình quay video á, các bạn sẽ không thích đâu. Mà có nhiều tiền thì cho nhiều tiền, có cái câu gì của cái ông gì đó, một tên lửa hai tên lửa vùng quầy đó, tôi chả biết nữa. Đúng là núi Bà Đen đen thiệt á chứ. What the lời ơi hả? Tôi quên là tôi cài cái tiếng xì hơi trong cái donate á. Đường về chiến thắng sẽ đưa ta đến cuối cuộc đời. Anh lỡ mất quá. Oh my god, bà đừng nói vậy chứ. Tôi đỏ mặt á. Rồi cái này sẽ leo luôn sao leo. Anh ơi, anh có thật không? Mình là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà mình nhận ra rằng là không có trí tuệ nhân tạo nào mà ngu như mình hết á. Oh god. Mình không đủ dài. Sẽ nghe xú xú. Đây có miếng này nó không bị dính ghì mũi nè mọi người. Shit. Sao tôi lại chọn game này?
sao tôi lại chọn game này? Đáng lẽ tôi phải chơi Roblox Minecraft gì đấy chứ, sẽ chơi cái game khó nhất ở ngay buổi livestream đầu tiên. Cái gì? Mẹ lợ béo, sao bạn nói vậy hả? Bạn thấy đụng chạm tới tôi nhưng mà bạn không được đụng chạm tới mẹ của tôi. Ok, mặc dù cái hơi béo thiệt. Béo là tại vì trong bụng chứa toàn những tình yêu thương cho gia đình. Bạn không hiểu đâu. Thiệt luôn á, cái pha nãy mà mình chết là mình sẽ tự nhốt bản thân mình trong bồn cầu 3 ngày để ăn năn sám hối. Mình không đùa đâu. Oh god, nhấp nháp quá. Thiệt chứ Henta nó cũng không ghê thế này á. À! Anh bà hãy giữ lấy. Tôi tin anh. Ờ cơ bạn xà xà mì trưởng. Oh shit. Cúp điện ơi, các bạn có sợ ma không? Hồi nãy mình biết là một vài bạn vừa ý trong quần đúng không? Mình đã mang lại ánh sáng cho các bạn đây. Chúa ơi, hay cho con sức mạnh đi. Wow, giờ sao nữa mọi người? Hãy cho tôi ý kiến coi, ở đây có những chiến thuật gia nào không? Thiệt chứ lời khuyên gì đây, hãy nhảy đi anh. Sau này mà gặp ai trầm cảm mấy các bạn làm vậy là không được nghe. Mẹ anh đâu? Ủa sao bạn quan tâm mẹ mình làm cái gì? Oh sorry các bạn, mình vừa rớt mic rồi nha. Bạn nào mà bị hư lỗ tai thì mình xin lỗi. Buông tay đi anh ơi. Cô ấy cũng nói như vậy với mình á. Lúc nãy có thằng trộm thiểu năng vào phòng lắc đít. Đó là tôi á, bạn hiểu nhầm rồi. Cho Valorant cho trầm cảm đi anh. Thật ra hồi chiều mình mới chơi Valorant á, mà mình kiểu mình chơi thằng bạn của mình mà nó phế quá. Bạn có biết cái thằng bạn bác sĩ mà mình hay kể trong video của mình không? Ừ, cái thằng quỷ đó, mình chơi chung với nó mà nó vô nó phế gì đâu, thiệt sự. Ý của mình là mình cũng phế nhưng mà nó phế hơn mình á, nên là mình có quyền chửi. Nên là mình quyết định đã buông bỏ Valorant rồi. Wow! Wow! Ở đây có ổ điện nè. Tâm trí người lớn của mình á là mình biết rằng là chúng ta không nên chạy vào ổ điện, nhưng mà cái bản ngã trẻ con của mình thôi nó muốn là đụng vào cái ổ điện này. Mình không biết phải theo cái phe nào nữa. Sao đây? Mình nó làm không mọi người? Ale hấp. Ale hấp. Cái câu này là mỗi khi mà giáo viên thể dục của mình mà muốn mình làm gì đó là kiểu ale hấp á. Mình không biết tại sao. Có là tiếng Anh hay là tiếng gì đó. Ủa mơ giờ khuya rồi đó, sao các bạn chưa đi ngủ nữa? Có nghĩa là có khi nào các bạn đi ngủ thì mình đi ngủ ha. Tuy nhiên đang livestream anh bỏ anh em nữa chừng cũng kỳ lắm. Tại vì mình biết có vài người ở đây rất là cô đơn. Cả ngày chỉ biết ở nhà coi livestream thôi. Nên là không thể bỏ đi được không? Khi nào bạn ngủ thì mình sẽ ngủ. Nên là các bạn ráng ngủ sớm đi. Wow, cái pha đó là một cái pha gọi là vào sinh ra tử. Vào... đúng không ta? Vào sinh... tôi học văn dở lắm mọi người. Bữa tôi nhớ có lần tôi thi môn văn á, mà tôi viết lộn tên của ông tác giả. Thôi chứ tôi mà viết lộn tên tôi nữa là thôi thiệt. Bỏ học luôn chứ. Nó có rớt không vậy? Chúng ta chỉ có thể đánh liều thôi mọi người. Không sao, nó không rớt đâu. Mình tin vào nó giống như mình tin vào các bạn vậy đó. Các bạn lớp 12, mình tin rằng là bạn sẽ không rớt đâu. Giống như cái khúc gỗ này. Yes. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến cuối cuộc chơi. Các bạn xong rồi đó. Rớt chắc rồi. Không sao, mình thấy người ta chơi có bù đầu bứt ốc rồi rớt bu lông rồi tùm lum khó chịu lắm. Còn mình thì mình tới đây là mình rất là hay rồi đó các bạn. Tại vì người ta bảo rằng á là con người đau khổ ở trong tâm trí nhiều hơn là ở trong thực tế. Ok. Là đã baby. Hãy cho anh nếm cái bụi cây của em nào. Em lông láo quá vậy. Wow. Sao mình cảm giác như cái này sắp rớt á. Hít xa nào. 1, 2. Làm màu nữa chứ. Mình nhớ là có cái ông rồi đó mà bị cục tay cục chân nhưng mà vẫn chạy được marathon đó mọi người. Rất là chịu cảm hứng ha. Là mình không lẽ mình thua anh ta sao? Anh ta dạy cho một bài học về cuộc sống. Không bao giờ được bỏ cuộc. Chúng ta chưa thua, miễn là chúng ta chưa bỏ cuộc. Niềm tin chiến thắng. Đoạn này tôi cũng không thuộc lời. Niềm tin chiến thắng. Cố lên. Hãy chứng minh rằng họ đã sai. Yes. Thắng game chưa? Wow, đôi khi các bạn phải đi lên và đi xuống, hiểu không? Cuộc đời nó không bao giờ thẳng hết trơn á. Nó rất là cong, giống mình, hiểu không? Nghĩa là cuộc đời nó không bao giờ thẳng, hiểu không? Có nghĩa là nó sẽ đi lên đi xuống mà, giống như tàu lượn siêu tốc vậy đó. Mà khi mà mình đi tàu lượn siêu tốc á, là mình lúc nào cũng khóc hết trơn á. Nên là trong cuộc sống là khóc là chuyện thường. Ở đây cái xương khủng long luôn kìa. Ở khoan, hình như cái điện ở đằng sau mình nó bị hết pin mất tiêu rồi. Em đi ngủ đây hả? Ok, chúc em ngủ ngon nha. Arigato, gonna xem livestream nhô. Anh biết là không ai hôn em cả nên là anh sẽ dành nụ hôn này cho em. Oh god. Vỡ đi kiểu gì? Fuck. Bạn cho mình 1 phút để trầm tư được không?
cái thằng quỷ này, mày ngồi đó mày ăn năn hối lỗi đi, mày làm tao thất vọng. Đây là lý do mà bố của mày đi mua sữa mà không về đó. Ủa cái này giống như xương đồ chơi ha, giống mấy con chó hay chỉ nó hay gặm á. Mày nhớ là mình có mua con chó của mình một cái xương đồ chơi rất là xịn luôn á, như trăm mấy lần á. Xong rồi cái nó bỏ cái đó để nó qua đây nó nha cái giày của mình. Đúng là khi mà có tất cả thì người ta không có trân trọng. Dừng game chút coi, coi có lời khuyên gì không? Nhảy đi, buông bỏ đi anh, nhảy đi anh. Có chắc không? Tôi đặt toàn bộ niềm tin, đức tin vào các bạn, ok. Đây là sợ quá mọi người ơi. Cuộc đời tôi có hai sai lầm. Thứ nhất là được sinh ra, thứ hai là nghe lời mấy thằng ở nhà YouTube.